Vâng, xin chào anh em. À, Tuấn đây. Ở trên bàn mình rất là nhiều máy Samsung, mình không biết bàn gì luôn. Thì hôm rồi là có một cái máy người ta đem đến, mình chả biết bàn gì nên mình vừa dở mạng ra mình tra cái mã IC số trên là màn hình. Hóa ra màn này là màn A6 Plus. Thì những cái màn này người khách người ta phản là màn OLED chất lượng rất là kém. Thì hôm nay mình sẽ đầu tư một lượng màn khoảng tầm 200 cái màn về để bán cho anh em. Màn này màn OLED zin đây, qua lá đồng sau đây anh em nhìn thấy không, lá đồng sau luôn nhá, kính zin luôn, và cái thứ hai là cái cáp là cáp zin luôn, với cả cái kính này kính zin. Nhiều người phản ánh với mình là cái màn OLED hay bị lỗi lại, thì mình đã đầu tư như một số lượng màn này về để phục vụ cho anh em, thì để cho anh em mình không tránh tình trạng bị lỗi, bị khách hàng phản hồi là quay ngược lại hay bị lỗi, thì để cái màn hiển thị OLED tốt thì anh em mình muốn được có những cái sản phẩm tốt như này, thì anh em hãy comment dưới hoặc là liên hệ với Tuấn, số điện thoại bên dưới này để Tuấn giúp đỡ anh em. Còn cảm ơn anh em nhé.